Kinh văn. Đức Phật bảo A Nan: Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay, theo các thứ điên đảo, tự nhiên tạo thành các giống nghiệp như chùm hạt ác xoa. Giảng. Sau khi Đức Phật gom tất cả thế giới nhiều như hạt vi trần lại thành một thế giới, mà trong mỗi một thế giới đều chứa đủ những trật tự của toàn thể, các đại Bồ Tát ở trong mỗi cõi nước này đều khát ngưỡng, trông ngóng, ngẩn mặt trong chờ Đức Phật thuyết pháp, cũng như các vị Bồ Tát đều mang tâm khát ngưỡng không thể diễn tả được. Hết thảy họ đều ước mong được uống được nước pháp từ nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tất cả quý vị có lẽ đều trải qua cái khát khắc nghiệt. Khi đói, sau một thời gian ngắn, quý vị có thể cảm thấy cảm giác đói sẽ dịu đi một chút. Nhưng nếu quý vị khát nước, có thể là do hậu quả của việc ăn quá mặn mà không có nước để uống thì rất khó chịu. Tại sao các vị Đại Bồ Tát lại vô cùng khát ngưỡng? Vì họ đã ăn quá nhiều muối phiền não. A Nan là người đã chú tâm đặc biệt vào việc học rộng hiểu nhiều mà thờ ơ với việc tu tập định lực, là người đã ăn quá nhiều muối học rộng nghe nhiều. Nay họ muốn uống nước thiền định để hóa giải cơn khát, để làm dịu mát tấm lòng. Thế nên, đại chúng đều khát ngưỡng, ngước nhìn trông đợi nơi Đức Phật. Khi tôi giảng giải điều này, cổ họng tôi cũng cảm thấy khô khát. Nhưng cảm giác khát khao ấy xuất phát từ việc giảng nói. Trong khi sự khát khao của các vị Đại Bồ Tát lại xuất phát từ việc chưa được thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật. Một số người ở đây chưa thông hiểu việc này nên nói: Tôi không hiểu nổi những điều tôi đọc được trong kinh. Nếu quý vị biết được rằng điều không hiểu, đó chính là quý vị đã hiểu. Nếu quý vị thật sự không hiểu, thì ngay đó mới biết được là mình thiếu trí tuệ. Quý vị ngồi đó và không biết mình có hiểu hay không, nay quý vị đã biết rằng mình không hiểu được ý kinh mà quý vị vừa mới đọc. Điều đó có nghĩa là quý vị đã hiểu được chút ít. Nếu quý vị có ước nguyện sẽ hiểu được rõ ràng, minh bạch từng ý kinh, nếu quý vị hiểu ý kinh thông suốt ngay bây giờ, thì chẳng còn điều gì đáng nói. Trong trường hợp đó, pháp sư này chẳng còn để lại món gì cho quý vị dùng cả. Nếu quý vị hiểu được ý kinh trước khi tôi giảng, thì tôi còn có ích gì cho đời sau? Tôi hoàn toàn vô dụng. Tuy nhiên, để hiểu được ý kinh ngay tức khắc thì không dễ gì, cũng không dễ gì hiểu được mọi việc, dù là muốn biết mọi việc thế gian chỉ trong vòng một ngày. Đôi khi việc ấy rất cần. Khi quý vị đọc nhiều kinh, quý vị hoàn toàn biết được một cách tự nhiên. Tại sao quý vị chưa hiểu? Vì quý vị chưa đọc được nhiều. Đức Phật bảo A Nan: Ngay bây giờ tôi giảng kinh cho quý vị. Quý vị là những người đang đọc đến đoạn kinh này. Như trong kinh văn, Đức Phật đang giảng giải cho A Nan. Nhưng tôi không phải là Đức Phật và quý vị không phải là A Nan. Tôi chỉ là người giải thích những sử liệu về A Nan cho quý vị. Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay, tất cả mọi loài chúng sinh từ noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, loài có hình sắc, loài không có hình sắc, loài có tưởng, loài không có tưởng, loài không hoàn toàn có tưởng, loài không hoàn toàn không có tưởng. Khi Đức Phật giảng kinh, chính Đức Phật không thể hoàn toàn giải thích rõ ràng tường tận mọi chỉ thú của kinh. Khi Đức Phật nói, từ vô thỉ đến nay, nghĩa là từ một thời gian mà không có điểm khởi đầu chính xác. Quý vị có thể nói thời điểm ấy là lúc nào không? Nếu quý vị muốn tìm kiếm một sự hợp lý, thì đoạn kinh trên hoàn toàn không đáp ứng cho quý vị được. Nhưng thật ra, không có cách nào để xác định được con người xuất hiện ở thế gian bắt đầu từ lúc nào.
khởi thủy là gì? Để giải thích đơn giản là hãy lấy ví dụ trong một gia đình. Khi quý vị nói tôi là cha của con tôi, thì cha quý vị là con của ai? Cha của quý vị là ông nội của con quý vị. Vậy thì ông nội là con của ai? Quý vị truy tìm gốc gác của gia đình mình cho đến khi không thể truy tìm được nữa. Quý vị có thể nói, người này là vị tổ đầu tiên khai sinh ra gia đình tôi. Nhưng ai là cha của vị tổ đầu tiên ấy? Truy chỗ này, tìm chỗ kia, quý vị vẫn không thể nào tìm ra được. Nên có người nói rằng, con người phát sinh từ loài khỉ. Vậy loài khỉ phát sinh từ cái gì? Nếu loài khỉ có thể chuyển thành người, làm sao quý vị biết được toàn thể loài người đều phát sinh từ khỉ? Liệu có người nào phát sinh từ heo, từ chó, từ bò không? Nếu từ khỉ có thể làm phát sinh ra loài người, thì loài người cũng có thể được phát sinh từ bò, heo, ngựa. Mọi người ai cũng đều phải trải qua vô số lần biến chuyển. Thế nên, truy tìm kỹ lưỡng, quý vị sẽ thấy rằng mình không có chỗ khởi đầu. Này với thành tựu của khoa học và khám phá của ngành khảo cổ, người ta biết được những việc đã xảy ra cách đây hàng ngàn năm về trước, về những hiện tượng đã xảy ra như thế nào vào hàng chục ngàn năm về trước. Họ biết những nơi nào còn sót lại xương của loài người sống cách đây hàng vạn hoặc hàng triệu năm. Để làm gì? Có phải đó là bằng chứng của mọi việc? Chẳng thể như thế được. Nó chẳng chứng minh được một điều gì hết. Quý vị sẽ nói, nếu nó chẳng chứng tỏ được điều gì cả, tại sao xã hội lại đầu tư rất nhiều tiền để nghiên cứu và thí nghiệm? Đó là một sự điên đảo của thế gian này. Không còn việc gì để làm nên họ kiếm việc để làm. Nếu họ không làm những việc điên đảo này, tại sao tài nguyên thế giới trở nên cạn kiệt và bị lãng phí như vậy? Nếu quý vị thực sự hiểu, quý vị có thể nói được thực chất của thế giới này là gì không? Phải tìm cho ra được những điều chân thực và mang đến đây cho tôi nhìn thấy mới được. Tôi nói mọi người đều sinh ra từ một trạng thái mơ hồ, vô minh và chết đi trong một giấc mộng. Quý vị nói, nhưng họ cũng đã làm cho đất nước lợi lạc. Họ chỉ là những con người hồ đồ, làm những việc hồ đồ mà thôi. Họ cho rằng mình là những người thông minh, nhưng thực ra họ đang đánh lừa họ, vì họ không thể nào tìm ra được nơi khởi đầu. Từ vô thủy đến nay, người ta không thể nói được điều gì hơn cuộc đời của một con người và một phả hệ không biết nơi khởi đầu, không có chỗ kết thúc của người ấy. Cũng như sinh mạng của quý vị thử nói nó bắt đầu lúc nào. Quý vị liền trả lời, sinh mạng của tôi bắt đầu khi tôi được sinh ra. Nếu cuộc đời thật sự được bắt đầu từ khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thì không sao. Nhưng chỉ e ngại sinh mạng quý vị không được khởi đầu từ một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Đó mới là vấn đề. Theo các thứ điên đảo, điều ngu muội mà tôi có đề cập trước đây chính là sự điên đảo, là sinh ra trong sự mơ hồ, vô minh và chết đi trong giấc mộng. Quý vị lại nói, tôi đã dành những thực phẩm quý giá nhất để nuôi dưỡng thân này và những y phục tốt đẹp nhất để trang sức cho nó mà. Thế có nghĩa là gì? Rốt ráo điều ấy có nghĩa gì? Như tôi đã nói từ trước, quý vị chỉ làm một việc là trang sức một mớ quần áo lộng lẫy cho một cái nhà vệ sinh. Vậy việc ấy có gì lớn lao chăng? Đó chính là điên đảo. Thích bày ra một số việc để làm, trong khi chẳng có việc gì để làm cả. Đó là hành động xuất phát từ các thứ điên đảo. Đó là không nhận ra được chân tánh thanh tịnh của mình mà bị rơi vào vọng tưởng phân biệt. À, quý vị nói, như thế này mới thực sự là hay. Nói như thế thì điều ấy thực sự là tốt chăng? Hoặc quý vị nói, như thế kia thì mới thực là dở. Nói thế thì điều kia thực sự là xấu xa chăng? Nếu quý vị quán chiếu sâu sắc hơn,
quý vị sẽ nhận ra những thứ điên đảo này không có thật. Cái gì là tốt, cái gì là xấu? Đó là sự phân biệt từ cái nhìn của con người. Họ phân chia hiện tượng thành ra có tốt và xấu, thiện và ác, phải và trái. Trong tánh Như Lai Tạng không có sự phân biệt như vậy. Vốn không có một ý kiến gì cả ở trong tánh Như Lai Tạng. Trong ấy hoàn toàn thanh tịnh. Mắt ta có thể thấy được núi sông, đất liền, cây cối, thảo mộc, vô số hiện tượng. Nhưng đó chỉ là sự biểu hiện của thức. Khi quý vị đã thật sự nhận ra lý không sinh không diệt của các pháp, thì quý vị sẽ hiểu được xưa nay vốn không có một pháp nào cả. Nhưng đạo lý này không phải dễ nhận ra. Chúng ta chỉ có thể hiểu được đạo lý này một cách dần dần thôi. Tự nhiên tạo thành các giống nghiệp như chùm hạt ác xoa. Sự vô minh của chúng sinh dẫn họ hành động một cách điên đảo, và những thứ hành động điên đảo ấy lại tạo ra vô số loại nghiệp. Tùy theo những loại nghiệp khác nhau mà họ phải trải qua những quả báo khác nhau. Tại sao chúng sinh lại tạo ra những nghiệp ác? Vì vô minh, vì thiếu trí tuệ, vì điên đảo trong mộng tưởng. Vọng tưởng khiến họ tạo các ác nghiệp, và do họ tạo ác nghiệp nên họ phải chịu quả báo đau khổ. Có ba tiến trình: vọng tưởng dẫn đến tạo nghiệp ác, rồi dẫn đến thọ quả báo khổ đau. Đức Phật so sánh tiến trình liên tục ấy như chùm hạt ác xoa. Ác xoa là một loại trái cây ở Ấn Độ. Chúng mọc thành chùm, mỗi chùm gồm ba quả. Mặc dù quý vị chưa bao giờ thấy chùm trái ác xoa như kinh văn đã giảng giải rất rõ ràng, ai cũng đều có thể hiểu được chùm ác xoa gồm ba trái dính nhau, tượng trưng cho ba thứ: vô minh, nghiệp và quả. Nó liên kết với nhau, dính liền nhau cùng một cuốn. Quý vị không thể thấy quả nào ở trước quả nào, từng hạt kế tiếp nhau như vòng tròn liên tục từ đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác. Quý vị nói chúng bắt đầu ở nơi đâu? Nó chẳng có chỗ khởi đầu, là một chu kỳ bất tận của vòng luân hồi sinh tử trong lục đạo. Mỗi người chúng ta đều sinh ra nơi thế gian này, giống như hạt vi trần bỗng chốc nổi lên cao, bỗng chốc chìm xuống thấp, chợt chìm chợt nổi, thoát còn, thoát mất. Khi gieo nhiều nghiệp nhân tốt lành, quý vị sẽ được sinh trong tầng lớp cao quý. Khi tạo nhiều nghiệp bất thiện thì sẽ bị đọa lạc. Do vậy, quý vị đừng nên làm những việc ác, vì thế giới này được vận hành bởi đạo lý nhân quả, bởi quy luật của nghiệp và quả. Và hạt giống nghiệp sẽ vận hành đạo lý này một cách tự nhiên, nghĩa là quý vị sẽ phải nhận lấy quả báo từ những nghiệp nhân do quý vị đã tạo. Có một vài điểm khác biệt giữa nghiệp và nhân, nghĩa là bất kỳ lúc nào quý vị gieo trồng một nghiệp nhân thì quý vị sẽ gặt hái lấy nghiệp quả. Nhân là một hành vi đặc biệt dẫn đến một kết quả tương ứng trong tương lai. Còn nghiệp là một tiến trình chung nhất, trong đó những sự kiện tất yếu này phải xảy ra. Cũng giống như khi gieo một hạt giống vào lòng đất trong mùa xuân. Đây là nguyên nhân mà kết quả là vào cuối mùa trồng trọt sẽ mang lại sự gặt hái vào mùa thu. Toàn bộ tiến trình từ gieo trồng cho đến khi trổ hạt và gặt hái phải trải qua hàng tháng, đó là nghiệp. Cái nhân quý vị gieo trồng dứt khoát sẽ gặt hái được kết quả. Nếu quý vị gieo trồng những hạt giống tốt, quý vị sẽ gặt hái được vụ mùa tốt. Nếu quý vị gieo trồng những hạt giống xấu, chắc chắn quý vị sẽ thu hoạch một vụ mùa kém cỏi. Nghiệp được tạo nên bởi những việc mà quý vị thường làm nhất trong đời. Ví dụ như, khi quý vị điều hành công việc buôn bán, nghĩa là quý vị dự vào thương nghiệp. Nghề nghiệp có thể là nghiệp tốt hoặc nghiệp xấu. Nếu quý vị làm nghề hàng thịt chẳng hạn, như vậy nghề của quý vị là nghiệp sát. Nếu quý vị làm trộm cướp thì đó là nghiệp đạo,
ăn trộm. Nếu quý vị chẳng làm gì hết ngoài tà hạnh dâm dục, thì quý vị đã tạo nghiệp dâm. Nếu quý vị không bao giờ nói lời chân thật, đó là quý vị đã tạo nghiệp vọng ngữ. Nói chung, bất kỳ quý vị thường làm một việc gì, thì đó là nghiệp của quý vị, và quả báo sẽ đi theo liền, tương ứng với nghiệp của quý vị đã tạo. Như vậy, nghiệp được tạo ra do từ một niệm vô minh, từ vô thỉ. Từ vô minh tạo ra nghiệp, từ nghiệp dẫn đến thọ quả khổ. Ba món này như một chùm quả ác xoa. Đây là lý do tại sao Đức Phật giảng giải rõ ràng tiến trình của nghiệp cho A Nan trong đoạn kinh văn này. Ha ha ha,